cái chiếc xà lan chở khách nó đang đi xuống các bạn. Chiếc xà lan này nó đang lưng sừng không biết nên chạy lên hay chạy xuống, dừng lại nữa, ném vô bờ luôn. Tới cái đoạn cua này nó sẽ nép vô bờ để cho xà lan chở khẩm đi xuống nha các bạn. Đang tìm cách nép vô và xuống luôn nha các bạn. Xà lan kêu sát vô mé nữa các bạn. Thôi nếu mà đậu như vậy sẽ đụng luôn á. Bây giờ là kỹ năng lặn đánh của xà lan này các bạn, đi đi qua một đoạn rất là hẹp. Chiếc xà lan trên này kêu là xích vô một chút nữa, không thôi là sẽ đụng các bạn. Tại vì nước trên này nó đẩy xuống. Chiếc phía dưới phải đang chuẩn bị gì nép vô nữa các bạn. Chắc là được cái lái rồi. Rồi đụng luôn rồi. May mắn là không có đụng nha các bạn, không có cả xác. Trên xà lan tiếp tục đổ xuống rồi. Xuống luôn. Dựa vô luôn rồi các bạn. Thêm một chiếc nữa xuống luôn nha các bạn. Thank you.
chiếc xe lăn nổi nó cũng bình tĩnh xử lý nha các bạn. Thôi như hồi nãy là không bình tĩnh xử lý là cũng rất là nguy hiểm. Tại cái đoạn cua này nó quá gắt đi. Xe lăn này sơn mấy cái bánh xe đẹp quá các bạn. Để có kiểu à, bốn cái bánh xe lớn này trước, còn mấy cái bánh kia bánh nhỏ, nhìn đều và đẹp nha các bạn. Kiểu rất là đẹp, trồng lan luôn đó nè. Rồi, xe lăn này trồng bộ lan này cũng rất là đẹp chứ bạn. Xe lan An Giang, xe lan này cũng rất lớn các bạn, 2m8. Tới 3m các bạn. Ở phía trước cũng rất là cao. Đồng ý tết ơi.
Ừ, hai cabin thì tốn tiền hơn một cabin này, nhưng mà lái dễ hơn. Chiếc xà lan này cũng nhỏ nhưng mà nó hai cabin thôi. Đường á, quan sát cũng được. Chạy qua chạy lại, tại vì cái mũi ghe biển nó cao,
để không phải chạy qua chạy lại để quan sát. Chiếc xe lăn này cũng rất là đẹp nha các bạn. Sơn nè.